chào các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại kênh VTV Vlog. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà thờ đá Sapa. Hôm nay là ngày nghỉ dỗ tổ Hùng Vương. Mình đi nhiều lễ quá, bây giờ mới ra được đến nhà thờ để quay cho mọi người coi. Đây chính là khung cảnh của nhà thờ đá Sapa được xây dựng từ thời Pháp, một trong những ngôi thánh đường rất là nổi tiếng của Lào Cai, giáo phận Thanh Hóa. Và đây chính là toàn cảnh phía trước của chợ Tình Đêm, trước cổng nhà thờ đá Sapa. Đây có rất nhiều người đồng bào Mông, người ta đang bán hàng lưu niệm. Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại. Và hôm nay quay trở lại tất nhiên là mình sẽ phải review lại cho các bạn xem. Đây chính là Sapa, nơi gặp gỡ đất trời, hương sắc vùng cao. Biết tối nay có chợ Tình không thì mình không rõ đâu, nhưng mà kia là nhà ga của tàu đi lên ga cáp treo đó mọi người. Một cái lòng chảo nó rất là lớn. Muốn biết họ hệ thống thoát nước của ta làm như thế nào mình cũng không rõ. Cái du lịch hôm nay đến đây rất là đông. Chúng ta thấy cái logo biểu tượng của giới trẻ giáo phận Hương Hóa. Không biết là năm nay tháng 11 họ có tổ chức hay không mình cũng không rõ. Rất nhiều người đang chờ. Và phía dưới chúng ta thấy rất là nhiều những xe điện họ chở khách từ nhà thờ đá để đi về chợ đêm Sapa. Một em bé người Hơ Mông trong bộ đồ rất là đẹp. Ở phía trước cổng nhà thờ chúng ta thấy họ có ghi một cái biển là Giáo phận Hưng Hóa, giáo xứ Sapa, nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi xây dựng năm 1926, trùng tu lần 1 vào năm 1995, trùng tu lại lần 2 vào ngày 13 tháng 5 năm 2007, cung hiến vào ngày 23 tháng 12 năm 2007, do Đức Giám mục An Tôn Phú Huy Trương. Năm nay giáo phận Hưng Hóa sẽ tổ chức đại hội giới trẻ. Hiện tại nhà thờ chưa mở cửa. 5 tháng giáo phận Hưng Hóa kỷ niệm 125 năm ngày thành lập. Ở trên kia họ có ghi giờ mở cửa, ngày mở cửa đấy. Đây, cái nhà thờ này hoàn toàn được xây dựng bằng đá nha các bạn nhé. Rất là vững chắc. Cổng nhà thờ thiết kế khá là đơn giản. Nhà thờ đá Sapa này có một cái khắp chuông tương đối là cao, xây dựng đá như vậy là cũng rất là tốt rồi. Mọi người đến đây chụp ảnh rất là nhiều, trời khá tối nhưng mà khách du lịch vẫn say sưa chụp ảnh. Phía trước ta đấy cây thông, một trong cây đặc trưng của vùng lạnh. Sapa, nhà thờ đá vào một buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp. Đây là cổng đi vào bên trong của nhà thờ đá. Mình sẽ đi vào trong một chút, mình quay cho mọi người coi. Tại vì nhà thờ không mở cửa và họ cũng cấm quay bên trong ấy, nên thành ra chúng ta chỉ quay một chút bên ngoài thôi. Đấy, khung cảnh bên ngoài của nhà thờ đá Sapa. Đây là không gian ở bên ngoài của phía sau của nhà thờ đấy. Chắc là kia trung tâm mục vụ người ta đang xây dựng mà. Có hai bạn trẻ đang đi tới đây. Đây là nhà ở của cha hay sao các bạn? Không biết là trung tâm mục vụ hay là nhà ở của cha. Về quy mô thì chúng ta biết rằng những ngôi nhà thờ ở giáo phận Hưng Hóa thì không thể nào mà bằng ở bên dưới xuôi như ở vùng Thái Bình hay là ở vùng Lam Định,
Linh Bình được. Quy mô cũng tương đối là nhỏ thôi. Đó. Ở đây phần lớn là những người Mông, người ta theo đạo. Đây là gian cung thánh này mọi người này. Phía sau gian cung thánh của nhà thờ, chúng ta thấy đập này mắt chúng ta cũng một cái loại cây gì ạ? Mình không biết tên của cây này đâu. Cây này rất là lâu năm rồi. Cái hang đá thì người ta bỏ không vậy thôi. Hình ảnh của Đức Mẹ Mân Côi các bạn. Kính chúc quý khách ra về bình an. Đó. Đây chính là bên phía tay trái của ngôi thánh đường. Tất cả đều được xây dựng bằng đá. Đẹp lắm đấy các bạn. Sáu rưỡi nhà thờ mới mở cửa, thành ra là chúng ta mới vào bên trong được. Ở đây mấy cô em, mấy cô gái người Mông họ cũng đang ở đây. Bên trong thì rất là tối. Bên hông là gian cung thánh nha mọi người. Những cánh cửa mái vòm rất là hình ảnh rất đặc trưng của các ngôi nhà thờ, các ngôi thánh đường. Mình quay chi tiết một chút cho mọi người coi. Đấy, bên ngoài phía trước của nhà thờ vẫn đông khách, người ta mới bây giờ người ta mới đổ ra đây. Đó. Đẹp lắm luôn đấy. Đứng ở bên tay trái quay toàn cảnh nhà thờ coi. Cái logo của giáo phận Hưng Hóa năm nay tổ chức đại hội giới trẻ, chắc mọi người bên công giáo đều biết đó. Thế nào? Đồng hành người với người trẻ trong đời sống gia đình, một trong những cái câu, một trong những đấy, phía trước thì vẫn rất là nhiều người chụp ảnh. Đây rất là nhiều người em họ Mông đi bán đồ lưu niệm này, đang bán đồ lưu niệm luôn. Này, mọi người đang đổ về đây chụp ảnh luôn. Được bao nhiêu tiền? Bây giờ để toàn người chưa đạt. 400.000. Hả? 5.000 được 400.000, 420. 420 cơ. 5.000 là 420. Nhiều vậy. Đây là một ăn bao nhiêu lần? Ở quê em là 5.000 được 400 thôi. Dạ. Ở đây là 5840 được 420. Ôi giời, cao hơn ở dưới Nam Định rồi. Ờ, không có chán tập xe rồi, chỉ tập xe rồi. Nhưng mà sao hôm nay là đấy còn 52? Tập xe. Hả? 5 năm. Sao hôm nay là đấy còn 52? 5 năm. Còn 5 năm ấy. Ồ. Ôi đi lấy tiền. À, nhà mày đưa hết trong cuốn rồi. Ôi giời. Lấy luôn đi. Nhưng mà nó em đến nhà đâu ấy. Không muốn nữa. Thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.